vị và các bạn, đây là chương trình Điểm báo online và tôi là Thu Hằng. Ngày hôm nay sẽ có những tin tức gì mới? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dầu khí là một trong những ưu tiên lớn nhất trong hợp tác kinh tế Việt-Nhật. Đánh giá cao việc Tokyo Gas thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ việc hợp tác dầu khí là một trong những ưu tiên lớn nhất trong hợp tác kinh tế Việt Nam và Nhật Bản. Do đó, việc hợp tác của Tokyo Gas với Việt Nam là hết sức quan trọng, báo tin tức đưa tin. Xây tuyến đường này, đặt trạm tuyến khác, chiêu trò của các dự án BOT. Để phát triển hạ tầng giao thông trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp, chủ trương xã hội hóa dưới hình thức BOT được xác định là đúng đắn. Tuy nhiên, những chiêu trò biến tướng như tráng men mặt đường cũ, thu phí như đường mới, tay không bắt giặc hay là xây tuyến này, đặt trạm tuyến khác khiến người dân vô cùng bức xúc vì bị tận thu, phí chồng phí. Một số dự án có nguy cơ vỡ trận và khả năng chào mời các nhà đầu tư mới là rất khó. Chi tiết được báo Lao động đăng tải. Nghệ An, một phụ nữ tử vong sau khi tới bệnh viện chỉ vì chích mụn. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Đê, sinh năm 1956, trú tại thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Theo gia đình nạn nhân, vào chiều ngày 10 tháng 8, do bị nổi mụn ở góc hàm trái mặt nên là bà Đê đã đến trung tâm y tế huyện Tân Kỳ để chữa trị. Theo người nhà nạn nhân, thời điểm nhập viện thì bà Đê vẫn còn tỉnh táo và trò chuyện bình thường với người thân. Tuy nhiên, đến ngày 12 tháng 8, bác sĩ tại trung tâm y tế huyện này đã quyết định tiểu phẫu trích rạch để tháo mủ. Sau khi làm tiểu phẫu, tối hôm đó bà Đê xuất hiện triệu chứng lơ mơ, sốt cao, nhịp thở nhanh và mạch nhanh, nên là gia đình đã gọi các bác sĩ đến để kiểm tra. Sau đó các bác sĩ tiêm kháng sinh rồi bảo với chúng tôi là không sao đâu. Tuy nhiên, sau 2 ngày làm tiểu phẫu, nạn nhân đã tử vong. Thông tin chi tiết được đăng tải trên vietnammới.vn. Thông tin tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, vụ tố tòa nhận 1 tỷ chạy án, nữ luật sư phản pháo. Ngày 15 tháng 8, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đã có văn bản đề nghị Công an Hà Nội điều tra làm rõ nội dung tài khoản Facebook Bình Hoàng Thanh tố cáo luật sư và thẩm phán quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bắt tay đòi 1 tỷ đồng hối lộ để thắng án. Trước đó, trên Facebook cá nhân Bình Hoàng Thanh, tên thật là Bình, nữ giám đốc một doanh nghiệp ở Hà Nội đăng tải thông tin kèm clip thể hiện luật sư Ngô Kim Lan bắt tay với thẩm phán để chạy án. Cụ thể, nếu bà Bình muốn thắng kiện sơ thẩm ở tòa Nam Từ Liêm phải chi 1 tỷ đồng, thắng ở tòa phúc thẩm là 3 tỷ đồng. Lãnh đạo tòa án Hà Nội cho biết bà Bình chưa có đơn tố cáo chính thức, nhưng các thông tin trên trang Facebook của bà đã ảnh hưởng tới uy tín của cơ quan xét xử. Vì vậy, tòa Hà Nội có văn bản đề nghị cơ quan công an tiến hành điều tra và làm rõ sự việc. Chiều ngày 15 tháng 8, luật sư Lan, người bị bà Bình tố cáo, đã có cuộc trao đổi với Tiền Phong. Bà Lan cho biết mình có nhận tiền của bà Bình nhưng chỉ là 500 triệu, không hơn. Hà Nội kỷ luật cán bộ bút phê phản cảm trong sơ yếu lý lịch. Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì, Hà Nội đã ra quyết định khiển trách cán bộ xã Duyên Hà do bút phê vào sơ yếu lý lịch công dân. Trước đó, em Nguyễn Văn A đến Ủy ban Nhân dân xã Duyên Hà để làm thủ tục xin các xác nhận sơ yếu lý lịch để nhập học. Tuy nhiên, tại đây em A được giải thích là do gia đình chưa đóng tiền xây dựng nông thôn mới nên không xác nhận và chỉ xác nhận khi gia đình đóng đủ khoản tiền là 300.000 đồng một khẩu. Dù em A đã trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng cán bộ tiếp dân không chấp nhận và phê những dòng rất là phản cảm vào sơ yếu lý lịch của em A, VTV đưa tin. Thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình ngày hôm nay. Cơ sở nào để VPBank bứt phá sau niêm yết? Sau khi nhận đặt cọc hơn 280 triệu USD từ các nhà đầu tư nước ngoài, VPBank đang chuẩn bị cho những hành trang cuối cùng cho việc niêm yết trên HOSE và phát hành riêng lẻ sau đó, dự kiến trở thành ngân hàng tư nhân có vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán. Mục tiêu lợi nhuận năm 2018 trên 8.500 tỷ đồng, cổ tức dự kiến là 15%. Ông Nguyễn Đức Vinh, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc cho hay, VPBank đang trong quá trình hoàn thành chuyển đổi cơ bản, dự án lớn mà ngân hàng đã bắt đầu từ cách đây 7 năm. Đây cũng là giai đoạn ban lãnh đạo ngân hàng xác định ra những ưu tiên, hoạch định con đường phát triển trong 3 đến 5 năm tới. Trong đó, việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán là bước đi quan trọng đầu tiên của ngân hàng này. Việc này nhằm thích ứng với các điều kiện minh bạch của thị trường. VPBank hy vọng đa dạng hóa thành phần cổ đông, thu hút thêm nguồn lực tài chính và kinh nghiệm cũng như là tiềm lực từ các nhà đầu tư. Chi tiết được đăng tải trên vietnammix.vn. Tiếp theo sẽ là một thông tin quốc tế. Mỹ phát hiện và bắn hạ tên lửa Triều Tiên bằng cách nào? Câu hỏi này được các chuyên gia quân sự trả lời CNN. Làm thế nào để Mỹ phát hiện ra bị tên lửa tấn công, đánh giá mức độ nguy hiểm và bắn hạ? Theo CNN, Trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên, các vệ tinh của Mỹ đang liên tục khảo sát tại những khu vực Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa và tìm kiếm các dấu hiệu có thể cho thấy việc phóng tên lửa ở nơi chưa được sử dụng. Tên lửa sẽ bị phát hiện ngay lập tức vì chúng mang theo nhiệt hồng ngoại khi được phóng đi. Sau đó, các hệ thống bí mật khác sẽ tính toán nhanh chóng quỹ đạo của tên lửa dựa trên tín hiệu không gian hoặc tín hiệu điện tử. Kết quả phân tích này cho phép các quan chức quân sự Mỹ tính toán được đường đi của tên lửa và mục tiêu dự kiến. Quỹ đạo và mục tiêu này có thể được tính toán chỉ sau vài phút tên lửa được phóng đi. Chi tiết được VOV đăng tải. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Hy vọng quý vị và các bạn đã có những thời gian hữu ích với những thông tin mà chúng tôi đưa đến. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên gặp lại chúng tôi vào mỗi buổi sáng hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!